Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 16 doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước, trong đó hai doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang thực hiện thủ tục giải thể. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ có 50% doanh nghiệp đang hoạt động đạt trên 60% kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Số doanh nghiệp còn lại hoạt động đều không đạt. Triển khai quyết định số 1479 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các sở ngành liên quan thực hiện đúng lộ trình đề ra. Theo kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giữ nguyên vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp và thực hiện thoái vốn nhà nước tại 7 doanh nghiệp. Chuyển công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh UDEC về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp tỉnh sắp xếp theo quy định riêng của chính phủ. Đến thời điểm này, công ty UDEC đã hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là rất mong muốn cái chương trình xảy ra càng sớm càng tốt. Vì chúng tôi hy vọng là với các cổ đông chiến lược, họ sẽ tham gia vào thì giúp công ty cơ cấu lại tài sản, cơ cấu lại tài chính, rồi tiếp tục thực hiện cái chiến lược mà chúng tôi đã đề ra. Với 7 doanh nghiệp thoái vốn giai đoạn 2022-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh chia làm 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 2023-2024, Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện thoái vốn tại 4 doanh nghiệp. 3 doanh nghiệp còn lại thoái vốn trong giai đoạn 2024-2025. Hiện các doanh nghiệp đang nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện hồ sơ, xác định giá trị tài sản, giá trị thực tế phần vốn nhà nước, trong đó có đất đai. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính lên kế hoạch làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các tồn tại vướng mắc về đất đai, xác định giá trị tài sản doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thoái vốn nhà nước. Các cái kế hoạch thoái vốn đã được ban hành rồi thì trách nhiệm người đại diện vốn là các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về cái này. Hai cái sở chịu trách nhiệm chính trong ủy ban tỉnh là Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính là các đồng chí phải thực hiện đúng theo cái chức năng nhiệm vụ. Ngoài việc giao trách nhiệm cho các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động rà soát, xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, bảo đảm chặt chẽ, công khai. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, sớm hoàn thiện hồ sơ thuê đất để xác định giá trị tài sản trước khi thoái vốn.